Rồi, xin chào cả nhà đã quay trở lại với kênh bán hàng đồ nghề Nhật của em ha. Mọi người mua hàng liên hệ số điện thoại của em ha, 0348308443. Xem video thì bấm vô, xem trên điện thoại mình bấm vô HD để xem cho nó rõ nha. Rồi, hôm nay em lên cái video 43. Em cập nhật mấy cái món hàng đã bán hay chưa ở dưới cái tiêu đề của cái bài video này nữa ha. Bấm vô cái tiêu đề thì sẽ thấy. Rồi, đây là cái bộ tua vít ha, tua vít và seal nè. Đây, cái cán nè và seal. Cái loại này thì không có thử điện nha anh em. Đây, bộ nó gồm có như đây mũi nè. Đây, kích thước là 10 cm ha, cái cán nè. Mũi vít cũng là 10 cm. Nó có một mũi pa ke đây, hai cái mũi vít dẹt ha, một cái mũi nhọn nè ha, rồi một cái mũi đầu tẩu ha, đầu khẩu nè, đầu khẩu 6 ly. Anh em gắn vô xài thì sẽ gắn như vậy, khóa cái này lại. Ok, cái bộ tua vít này có mã là 4301 ha, giá bán 150.000. Tiếp theo là về một cái cây kìm mà của đây, hãng này của Mỹ nha anh em. Đây, kìm Mỹ ha, đây thương hiệu của Mỹ nè. Cái kìm này là kìm chuyên dụng nha anh em. Đây, nó chuyên dụng để ngắt cái ống đồng ha, mình bấm vô cái ống ống đồng nó sẽ, cái miệng này nó sẽ kẹp lại và ngắt cái ống đồng khí ga đó, dùng trong điện lạnh ha, khí ga điện lạnh hoặc là tương tự vậy. Đây, kìm có kích thước là 18 ha nè. Đây, cái miệng nó nè, nó là 2,5 phân. Đây, cái miệng nó bo tròn lại ha, để chuyên dụng để kẹp cái ống đồng á, kẹp ống á, kẹp chặn ống nha. Ok, cái kìm Mỹ này có mã là 4302 ha, giá 350.000. Rồi, tiếp theo là một cái cây, một cái kính lúp nha anh em. Đây, kính lúp của Japan sản xuất nè. Đây, còn trong veo ha, không có chảy gì hết. Đặc biệt cái kính này nó có xài đèn nha anh em. Đây, đây là đèn, đây đèn để gọi nè, dùng ban đêm ha, tắt bật à. Nó xài hai viên pin nha anh em. Đây, pin thông dụng nè, hết thì mua gắn vô. Đây là kích thước 10 cm ha. Về đường kính cái này là 6 cm nè, đường kính của cái kính nè. Đây, cái lớp này có mã là 4303 ha, giá 250.000. Rồi, tiếp theo một cái đa năng nha anh em, cái bộ đa năng của Nhật ha, làm thủ công nè.
Rồi tiếp theo là một cái cây này để đánh vảy cá nha anh em. Đây, cái đầu nó là bằng đồng hao ha, cán gỗ nè, đây là chưa sử dụng nha anh em. Kích thước là 20 ha, đây 3 phân rưỡi chừng ngang nè, cái đầu nó là 6 phân rưỡi. Ok, cái cây đánh vảy này có mã là 4305 ha, giá 150 ngàn. Rồi tiếp theo một cái bộ bộ điêu khắc mỹ nghệ ha, điêu khắc thủ công bằng tay ha anh em, điêu khắc đồ mềm đó, gỗ mà gỗ loại mềm ha, mình dùng tay mình khắc đây. Cái này là chưa sử dụng luôn nha anh em, bộ này là chưa sử dụng. Đây nó còn viên đá mài luôn nè, còn trong gói luôn. Viên đá này để chuyên dụng mài cho mấy cái lưỡi này nè. Ok, đây là kích thước của cái mũi khắc ha, 18 cm nha, nó cỡ ngón tay mình nè, cái cán. Ok, cái bộ điêu khắc này có mã là 4306, giá 250 ngàn. Rồi tiếp theo một cây tu vít ha, tu vít này độc lạ nha anh em, nó đặc biệt là nó có nhiều cái tu vít bên trong nữa. Đây cũng là vít dẹt ha, đây cây siêu nhỏ luôn. Đây chưa siêu nhỏ đâu, còn cây này là siêu nhỏ luôn. Rồi hết rồi, 1 2 3 4 cây nha anh em, 4 4 trong 1 ha, 4 đầu vít trong 1, vít dẹt nha anh em, 4 đầu vít dẹt ha. Thân này là bằng đồng hao ha. Đây kích thước của cây tu vít nè, 18 cm. Rồi tu vít này có mã là 4307, giá 200 ngàn. Tiếp theo là hai cái ca nước nha anh em. Đây hai ca nước của hàng bãi Nhật ha, ca này nó làm thiết kế dày ha, để mình giữ đá giữ lạnh uống ha. Đây kích thước nè, 16 cm, đường kính của cái ca này là 8 phân ha, ca nhỏ này là 7 phân. Ok, hai ca này có mã là 4308 ha, 250 ngàn hai cái. Rồi tiếp theo về một cái mỏ hàn ha, mỏ hàn của Nhật điện 100V nha anh em. Đây đầu bằng đồng, điện 100V nè, 60W, 60W điện 100V. Mỏ hàn này có mã là 4309 ha, giá 300 ngàn. Rồi cuối cùng là một cái bình nước, bình giữ nước của Nhật ha anh em. Đây đây là hãng thương hiệu, đây thương hiệu này là thương hiệu của Mỹ ha,
nó có mặt trên đăng ký à, cái thương hiệu nè, thương hiệu nó là thương hiệu Mỹ ha, nó đã có mặt trên 110 mấy quốc gia. Ở đây là nó là Malaysia sản xuất ha, xuất cho thị trường bên Nhật. Đây, cái bình này còn rất là đẹp ha, bên trong còn mới tinh luôn, Sài Gòn nè, chưa có ố luôn. Cái này gần như là chưa sử dụng, như mới. Ngoại hình nè, mớp tí nhẹ nè. Đây kích thước anh em 22 cm ha, đường kính nó là 8 phần rưỡi. Cái bình này chứa khoảng 600 ml ha. Ok, cái bình cuối cùng này, sản phẩm cuối cùng này có mã 4310, giá 300.000. Rồi, cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi và ủng hộ cái kênh bán hàng của mình nha. Rồi hẹn anh em trong cái video tiếp theo.